Hay hay còn lên đấy. Hay còn nhá. Ở đây mình đấy. Anh em phải tích cực thoải mái lên, phải thoải mái luôn. Ông Hiền đi, anh cầu Hiền luôn, ông Hiền không đi. Vào đi vô ơi. Thắng cuộc có một trọng mô. Đầu quá đây. Hay rồi. Hay rồi. Hay rồi. Hay rồi. Hay rồi. À. Sau trận đấu này là chung kết nội dung 55-60 kg diễn ra giữa Nghĩa Hồng AK và đội Nghĩa Hồng. AK đừng để đi. Nhà con một. Không đến em ơi, không đến đi, không đến đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ 11-7. Chúng ta là anh em à. Có một cái. Tỷ số 11-11. Với tỷ số này, Huy Thế Hoàng thuộc về Đông Nghĩa Lộc. Huy Thế Hoàng thuộc về Nghĩa Lộc.